Dạ con xin lời chào và kính chúc sức khỏe tất cả cô chú. Chào mừng quý cô chú đã quay trở lại với kênh Bonsai Lộc Tính Miền Tây. Hôm nay thì tiếp tục ghé lại vườn của em Song, Bonsai Song Thịnh đó cô chú. Giới thiệu đến cô chú một clip mới ha. Hôm nay thì nhà em có một số cây mới luôn, nhiều cây mới, phôi đẹp, đa dạng để giao lưu cùng quý cô chú. Con mời quý chú cùng xem và ủng hộ cho em ha. Rồi anh chào Song ơi. Dạ chào anh Khánh, con chào cô chú đang xem kênh Bonsai Lộc Tính Miền Tây. Giờ Bonsai Song Thịnh con hôm nay xin được giao lưu đến cô chú anh chị một số cây phôi lô mới và một số cây thành phẩm cũng đa dạng nhiều thứ ha. Thì số Zalo của nhà vườn con là 0824318418 cũng là số Zalo con ạ. Rồi con xin phép vô cây số 1. Số 1. Nay Sam rồi Mai Chú Thủy rồi. Dạ. Ha. Này cây Song Hình ha. Sam Song Hình. Cây này cũng như cây phôi ha, nhưng mà người ta nuôi tay cành nó đầy đủ rồi. Dáng độc ha. Dạ. Dáng hai thân quyền. Hai thân đủ quyền nha. Cây này nói chung là cũng hiếm hiếm mà cây này cũng khó kiếm là cây này dáng nằm dáng độc lắm. Thế độc. Rồi. Dáng quyên ương. Dạ, cây có chiều cao là 23, tổng cái tán ngang qua đây là 40. Dạ. Quyên ương hồ điệp mộng. Rồi. Hoành cái đó vị trí ngay chỗ này là 22 ha. Tổng cái bài cũ nó qua đây là 58. Dạ. Tổng cái chiều dài của cái chậu là 40. Rồi cái số 1 thì con xin Zalo là 950 á. Già cây em ha. Dạ. Cũng già cây. Xíu luôn cái chậu cho mình ạ. Một vòng nữa đi em. Cái này ta cành này đủ nhưng mà cắt phôi ha. Cắt phôi. Dạ. Dạ cái này thì mới vô chậu ha. Dạ. Bao sống cho mình ạ. Yên tâm ạ. Bao ship cho mình cái chậu luôn. Bao ship luôn. 900 dạ. ngàn. 950 ngàn. À 950 ha. Dạ. Rồi. Đổi luôn em ơi. Mã số 2. Cũng là một cây sam luôn. Cây sam Song Hình luôn. Cái lô này phải nói là độc lạ ha. Dáng. Cái con này cực kỳ luôn ha. Dạ. Cái con này. Dáng đúng dáng. Tàn bay luôn, quái luôn. Bay đổ mà nó ép co lại ép thân dạ. luôn. Cây có chiều cao là 27, tổng cái tán bay ở đây là 34. Quỳnh này hai thân này nó dính vô một cọc ha. Thì con đo vị trí chỗ này đi ha, vị trí chỗ này đi. Chỗ này là 26 ha. Rồi. Nhiều đây em ha, cây này. Dạ. Cây này cái tổng cái chiều chậu nó là 30 ha. Cây số 2 này con xin Zalo là 90 ngàn. Con xíu luôn cái chậu gớm cho mình ha. Cái gì 900, 90 không nổi. 900. 900 ngàn ha. Lộn lộn dạ. Lâu lâu lộn một cái. Rồi. 90 ngàn chưa mua được cái chậu. Dạ. Thế này đúng cái dáng này. Dạ. Lựa dữ lắm. 900 ha chú. Dạ. Cây này cái con này độc lắm chú ơi. Con này coi gặp ép thân luôn nè. À, con hoành vừa gốc luôn. Rồi. Rồi. Đổi luôn. Cái này à. Rồi thở vừa vừa thôi. Cái này chắc ship rồi con gốc chậu ha. Trời nặng dữ lắm. Mình cô chú anh chị mình muốn để chậu cũng được. Cây này cây già của chú ơi. Dạ. Cây này là cây Song Hình. Song Hình. Dạ. Nuôi cái cốt to heo chú. Dạ. Cây này dạ. phải nói là đúng phát sảy ha. Rồi. Này bề đế của nó là nở ha. Nó đặc biệt cái là nó đột biến là cái nhánh Sam 86 hay dưới đây ha. À, từ cái gốc nó ra, từ cái rễ nó ra dạ, hả? Nó ra luôn, cái gốc nó ra đâm ra luôn. Rồi. Chứ nó không có cái ghép hoặc là ở dưới nó nhảy lên hết cái gốc mà, nhảy ra cái mầm luôn. Về mình rảnh rảnh mình nghiên cứu thêm hết chú. Dạ. À. Cái thằng của nó là Song Hình. Thân Song Hình. Dạ, đột biến ra cái nhánh 86. 86. Rồi. Cây có chiều cao là 69. Tổng tới ngang là 58. Hoành con nồi vị trí này là 34 ha. Cây này có cái bệ nở. Hoành 34. Rồi, quay giúp anh vòng nữa em ơi. Này, đế nở. Mà cắt thì nó sam hết chú. Mà dạ. cắt nó sam sành. Cây rất là già. Dạ. Này, cái này con xin Zalo cho mình là 2.450.000 là con ship luôn cái chậu này cho mình cũng được. Còn mà không có lấy chậu thì con sẽ ấy sao ha, tính giá sao ha, trừ tiền ra, trừ tiền nha, bao nhiêu đó thì mình liên hệ ha. Nhưng mà nếu mà được không lấy chậu thì con cảm ơn, tại vì nó nặng dữ lắm khó là. Rồi 2.450.000. Dạ. Dạ ok sao. Rồi đổi luôn giúp anh ha. Tiếp em ơi.
số 4 Sam Hương Cẩm Thạch, cây gin ha, cây từ nhỏ tới lớn cây gin không ghép ạ. Cây có chiều cao là 44, tán ngang là 29. Mình đang vị trí nhỏ trên đây ha, mình 12 ạ. Rồi rồi, mã số 4 là 300.000 ạ, không bao xíu cho mình ạ. Cẩm Thạch gin. Dạ, Cẩm Thạch. Tiếp tục số 5, tiếp tục là một khôi song hình, Sam song hình, dáng độc quyền luôn. Dáng độc quyền luôn hả? Dáng ấn tượng. Ấn tượng luôn. Cò cò nối cò luôn ha. Dạ. Cò vẽ chưa hết cò nữa, lại tiếp tục có cò nữa. Ngồi đấy nó sạch sẽ ha, không có tì vết gì hết hả? Rồi. Dạ, cây có chiều cao là 32, tán ngang là 27. Hoành cái nơi vị trí ngay chỗ này là 21. Tổng cái bài cũ là 51. Rồi, mã số 5 này con xin Zalo là 800.000, ship luôn cái chậu này cho mình ha. Quay quay giúp anh dòng đó em ơi. 800 luôn cái chậu. Dạ, luôn cái chậu đẹp cho mình luôn, mình về mình chơi luôn. Cậu xanh ngọc. Rồi, đổ luôn. Cái này về mình trồng hơi ấy cũng được ha. Trồng hơi nghiêng chút xíu nó ha, thành dạ. Đổ luôn. Nó như một cái con gắn mà nó quái. À, đây. Mặt này nhìn mới đã ha. Dạ. Rồi. Cây có chiều cao là 23, tổng cái tán bay qua đây là 38. Hoành của nó vị trí đây là 20. Rồi. Cây này nó quái dữ lắm, quái luôn. Cây này mà đưa vô cái chậu sành nãy lên nó đẹp mới dữ. Đây nhà hết chậu rồi, vô chậu này. Nhiều đây em ha. Dạ, 700. Rồi, mã số 6 con xin vô luôn là 700.000 ạ, không bao ship cho mình ạ. Rồi, tiếp tục luôn. Số 7. Gốc si búp hồng hả em hả, hay là sọp? Cái này là gốc cây xanh. Gốc cây xanh hả? Dạ. Không phải si, không phải sọp mà là xanh. Dạ, hả? Cây xanh. Rồi. Rồi, mã số 7 này cô xin Zalo là 650 ha. Cây này bự nặng, cái lắm nặng ha. Gốc cây xanh. Có chiều cao là 25. Xanh gì thì biết không? Xanh quê ha. Dạ, xanh xưa mình. Thôi mình báo xanh quê đi. Chiều ha. Cao là hoành là 47 dạ. Dạ. Hoành nói xuống đây nữa thì chắc năm mươi mấy. Chơi lùng lực cho nó của chú. Dạ, lùng lực ha. Rồi. Nặng lắm ha, cái này ship nặng. Dạ, cái này con xin Zalo là 650 nha, mã số 7. 650 thôi của dạ. Chú ơi. Cây đẹp ha, đế nè. Đế bài luôn. Dạ. Rồi. Số 8 ha. Cây này là cây xưa ha, cây này là cây kim thanh mai. Kim thanh ha. Dạ, ê, kim thanh mai. Anh thấy. Cây này là hồi gốc này coi như là hồi xưa còn lại thôi, chứ còn kiểu bây giờ là không có kiểu này luôn á, thiệt. Kim thanh mai của chú ơi. Kim thanh mai. Thanh mai ít thấy có cái bà, cái bệ giống dạ, như này. Hình thú ha. À. Nó như một con thú ha. Nó chỗ này nó hơi gói chút xíu, giờ cô chú anh chị có thể mình cắt bớt ha. Mình cắt trừ hao cho mình ha. Cây có chiều cao là 46. Rồi. Tổng cái bệ bên đây. Cái bệ này là 62 ha. Nói xuống dưới đây chút nữa là 90 ạ. Dạ. Rồi, mã số 8 là con xin Zalo là 900.000 ạ. 900 thôi em ạ. Dạ, 900, kim thanh mai. Cây rất độc đáo chú, rất dạ. Là ít mặt cắt. Dạ. Nó dạ. Có cái mặt cắt đây nó bít luôn rồi nè. Bít rồi. Chỗ này nó hơi lũa chút. Lũa nhẹ ở đây. Thì có thể cô chú mình về mình cắt lại, chi cành lại chút xíu, cắt giật xuống đây thì nó mắc lên cái lũa đó ha. Dạ. Rồi. Rồi, mã số 8, 900. Mã số 9. Mã số 9. Cái này nó coi như là con hu cao cổ vậy. Rồi. Già quái ha. Dạ. Cây này coi như là mấy ông lão hồi xưa còn lại gom lại. Dạ, có chiều cao là 46 luôn ạ. Nuôi cái bộ một hoành chỗ này ha, một hoành chỗ này hiện ra là 20 ha, cứng 20 một chút. Cái bài đế tổng bài đế đây là 72. Rồi. Rồi, mã số 9 này cũng 900.000 ạ, bao xíu cho mình ạ. 900. 900. Dạ. Rồi, kim thanh mai ha. Kim thanh mai. Dạ. Tiếp tục cây nữa ha. Cây nữa, mã số 10, cây này thì dáng bay ha. Cây này chỉ có 400 thôi chú. Dạ, cây này 400.000 thôi. Quá độc đáo luôn. Cây này chưa. Dáng bay luôn. Toàn bộ mấy mặt cắt trên này nè. Dạ. Một cái thì sành, cái thì bít luôn à. Dạ. Không phải lo vấn đề mặt cắt ha. Dạ. Dáng bay bay vậy nè. Đó, nặng là chiều cao từ mặt chậu lên đây là 21, tổng cái tán bay qua tới bên đây là 44.
Hiện đo đại cái chỗ cụm này là 29. Tổng cái bệ dưới đây là 60 ạ. Rồi cây mã số 1 này chỉ có 400 thôi ạ. 400. Cũng là kim thanh mai ha. Rồi tiếp giúp anh luôn. 11 là một cây song hình, sam song hình. Song hình. Vô cái chậu đẹp cho mình sẵn ha. Về mình cây này mình về mình chỉ chơi để chơi ra bông là chơi thôi ha. Dạ. Cây có chiều cao là 32, tổng cái tán bay ở đây là 39. Quành cái nồi 19 này là 15 ạ. Rồi. Tổng cái bệ cũ này là bệ cũ 48 ha. Rồi mã 11 con xin Zalo là 600.000. 600 ha. Rồi. Luôn chậu luôn em. Luôn hả? Chậu dạ. Yeah. Mã 12 này là chỉ 350 ạ. Cũng là song hình ạ. Quá dễ chơi chú ơi. Dạ, về tập chơi cũng không có sợ gì luôn. Này. Quái. Dạ, có chiều cao là 36. Tổng cái tăng bài là 61 luôn ạ. Dài ạ. Hoành là 15 ạ. Hoành 15. Dạ, mã 12 này là 350.000 ạ. Rồi. 13 rồi. Cũng là song hình ạ. 13. Song hình ạ. Song hình. Sắp đế ha. Sắp đế. Sắp đế cây mini, sắp đế đều ha. Dòng lá kim ha. Dạ. Hình lá kim. Cây có chiều cao là 17. Tán ngang là 28. Hoành nó vị trí này là 11 ạ. Cái này cũng là song hình thường nhưng mà do mình ép chậu lâu quá anh. Rồi. Lá nó nhỏ. Lá nhỏ. Dạ, mã 13 là con xin Zalo là 300.000. Mình nuôi trên chậu lâu lắm rồi. Giờ nó rễ không trong đây à. Rồi, đổi luôn. 14. Cũng là song hình ha. Rồi vô trong này luôn đấy. Dạ, song hình cũng sắp đế từ nhỏ ha. Dạ. Cây có chiều cao là 22. Tán ngang là 25. Bình 11. Dạ. Mã 14 cũng 300 ạ. 300 luôn. Này cũng sắp đế nha chú ha. Dạ, sắp đế từ nhỏ. Dạ. Về mình giảm giá đồ thêm ha. Rồi, 15 là một cây sam hạt ha. Sam là ương bằng hạt ha. Cây có chiều cao là 21. Tán ngang là 27. Quỳnh đại vị trí này là 11 ha. Rồi. Cây nó để gãy nó quấn quấn ha. Cái chậu này chậu sành. Con ship luôn cái chậu này cho mình luôn ha. Mã 15 này 300.000. Dạ. Cây này là đợi ra bông là chơi ha. Rồi, đổi luôn ha. 16 là một cây sam hương Đài Loan ha. Sam hương Đài Loan mà ép chậu biết nó lá nó như lá sam núi à. Lá gí luôn, nhỏ luôn. Cây chiều cao là 20. Tán ngang là 33. Hoành là 21. Rồi, đặc biệt là đế đều luôn ha, sam hương. Rồi, mã 16 nó còn xin Zalo là 350 ạ. Dạ, 350. Rồi tiếp tục luôn. 17 là một cây phôi thái đỏ. Phôi thái đỏ. Dạ. Dạ. Dán phôi này già. Hai thân. Hai thân. Có cái bệ nằm. Cây này 4 năm à. Có thể trên 4 năm. Rồi. Cây có chiều cao là 27 ha. Mình này đâu vị trí chỗ hai thân này là 21. Một thân là 14 ạ. Rồi mã 17 này con xin Zalo là 300 ạ. Nổi da cóc ha. Cái bông lề mô, cái bông này con lề mô, cái bông màu đỏ gì ha. Da cóc nổi lên. Rồi tiếp tục. 18 cũng là một hôi đỏ ha. Già. Cây này mình về mình cho một cái tôm tròn gì. Đẹp. Cây có chiều cao là 25. Hoành 19 ạ. Cụ đế dưới đây ha. Rồi, mã 18 cũng 300.000 bao ship cho mình ạ. À. Rồi, 19. 19 cũng thái đỏ luôn ha. Thái đỏ luôn. Cây tán này hơi bay chút. Chiều cao 20. Hoành chỗ keo này là 18. Đều nói dưới đây. Cái này đầu cái cũ nó là 29. Rồi mã 19 cũng 300. Cây này bay hai dáng bay ha. Nè, giờ cốc lên. Nguồn cốc. Rồi. 20 cũng là một hôi thái đỏ ha. Cây này nhìn quái ha. Sữa thân. Dạ. Cây này về ép vô cái chậu ra tàn nữa là đúng bài luôn. Sữa thân từ nhỏ. Cây này cũng 4-5 năm mới được lớn. Dạ. Chiều cao 17. Cây mình uống thân lâu lớn chứ lắm. Hoành là 13.
Cây này con xin Zalo là 250 ạ. Dạ, chỉ 250 thôi. 250 à. 21 cũng là thái đỏ uống thằng ha. Có củ đế. Cái này có thể mình chơi một cái tâm ngay chân này cũng được. Cây có chiều cao là 30. Hoành là vị trí này 11 ha. Rồi 21 cũng 250 con bao xít cho mình ha. Dạ. 22 cây này con dâm dâm bầu nó đã xì mầm sống khỏe rồi ha. Cũng là thái đỏ luôn. Cây có chiều cao là 27. Bộ đế nữa. Hoành là 18 ạ. Đế nó như con cóc. Rồi mã 22 này con xin Zalo là 350 ạ. 350. Rồi tiếp tục luôn. Lấy cái chậu 23. Hôm nay con số phôi giấy mới em ha. Phôi giấy mới. Phôi giấy này vườn còn cụ là mấy cây con sổ ghẻ cho cô chú chị mình chơi ha. Rồi, đây đây. Này, sổ ghẻ luôn, cây sổ đế dài luôn. Dạ. Yeah. Này, cây từ cái đường này qua đây là 80 ha. Rồi. Tổng cái sổ đế nó xuống đây là 59. Hoành của nó vị trí này là 25 ạ. Hoành 25, cũ sạch em ha. Dạ, cũ sạch là sạch ha. Hoành cũ là lộn thứ. Hoành cũ là 40 ha. Mã 23 này con xin Zalo là 280.000 thôi ạ. À. Cây 280. Nguyên củ bông giấy dài nè. 280.000. Rồi, củ rất là đẹp quý chú. 280. 24, một cây dáng trực. Hết thế không? Ồ, trực hai chân ha, nhìn trực. Rất là đã luôn. Cây có chiều cao là 75. Hoành của nó vị trí thì là 25 ha. Mình cũ là 40 ha. Nhấn chật hai thân. Hết thế luôn. Cây này cũng 280.000 thôi ạ. À. Cây này là giá sổ mới ra được gì ạ? À? 280 thôi em ha. Dạ, cây này quá đẹp luôn. Đó, mình xem nhanh chốt cái đó ha. Cây hai chật. 20 mã 25, hai cái chân nhìn cây này thì 180.000 thôi. Cây có chiều cao là 56. Hoành 19 ạ. À. Rồi mã 25 này 180.000. Chú anh chị mình đi hai cây gặp đơn bớt chút xíu nữa cũng được. Giờ 180 thôi. Chơi chơi, đây, chơi lớn này, luôn. Chơi lớn luôn. Cây này cái cũ cũng rất là đẹp luôn chú. Dạ, mã 26, cây này dáng trực cũ nó. Cũng hai chân luôn, hai chân. Về mình cắt lùng lùng lại chút mình chơi bonsai ha. Đúng rồi. Như thế này là mình cắt mình chơi bonsai thôi chứ còn cây có chiều cao là 62. Hoành là 23. Rồi mã 26 cũng 180.000, cũ rất sạch nha. Dạ. Sạch đẹp luôn á. Ồ, lồng liền mình về chơi bonsai là đúng lúc bài. Cây này giống như cây kia ha, cây cũ. Dạ. Nó sổ cao. Này giống cây kia mã 27. Nghiệu nghiệu luôn. Dính giùm rồi. Cây này tán bay ha. Chỗ này nó có cái thẹo chút xíu mà nó cũng kéo rồi nè. Kéo à, kéo già mới rồi em ha. Dạ, già mới. Già mới rồi chú ơi. Tổng cái đường bay này là 71. Hoành con đôi vị trí này là 20, hơn 20 đến 20 ạ. À. Mã 27 này con xin Zalo là 250 ạ. À. Rồi, 250 cho anh dòng bên kia cho. Này, 250 ha. Mình về mình chơi mình để trồng tán bay nè. Rồi, sau đó dài ha, sau đó nữa sải. Nửa sải. 28 là một cây giấy Mỹ ghép tím tiết ha. Những cây phôi nãy về mình ghép tím tiết này hoặc là tím cẩm thạch về mình chơi bonsai khỏi thấy lá em ha. Dạ không thấy lá luôn. Không khỏi thấy lá quý chú. Lên đại diện một cây ha, nhà vườn còn nhiều thì có gì con chụp hình gửi Zalo mình xem ha. Tím tiết lấy một cặp gì đó thì chiều cao là 85 ạ. Tán ngang là 68. Hoành 14 ạ. Mã này là 28 này con xin Zalo là 280 ạ. 280.000 thôi em ha. Dạ, con bao xiết cho mình. Dạ. Rồi, rất là đẹp luôn. 29 cũng là một cây phôi giấy luôn. Phôi giấy luôn. Cây này quái ha. Dạ. Cây này thì nó có một cái thẹo chỗ này, con cắt cái rễ chỗ này ha. Rồi, thì con bô keo cho mình hết à. Cây nó có thẹo nên con sổ giá rẻ cho mình ha. Chiều cao là 74. Hoành con đôi vị trí là 20 ạ. Rồi một rễ ha, một rễ nở hậu chút xíu.
Rồi mã này chỉ có 180.000 thôi ạ. Mã 29. 29. 180.000 mình về mình ghép mấy chi này mình đánh bonsai chơi ha, để dán vậy nè. Rồi. Đây, qua đây để dán. Đó, bài. Bài. Rồi, tiếp tục 180.000 quá dễ. Rồi, hôm nay giấy cực kỳ đẹp mà dễ chơi. 30. 30. Là một cây sam 86 ạ. Cây quái. Gốc già, gốc bự. Cây có chiều cao là 32. Đồng hoài. Tán ngang là 29. Hoành của nó vị trí này là 32 là 23 chứ. Rồi, mã 30 này con xin Zalo là 300.000. Sam 86. 31 là một cây sam núi dáng đổ ạ. Này. Sam núi dáng đổ. Dạ. Rồi, sam núi nha. Cái này là một cây phôi ha. Dạ. Đúng đổ luôn em ha. Dạ, dáng đổ. Này. Đấy thì cũng cuộn ha. Tổng cái tán bay của nó là 52 ha. Hoành của nó vị trí này 15 ạ. Rồi. Rồi mã 31 là còn xin Zalo là 300.000. Một cây sam núi đổ ạ. Đây, cũng đổ 32 luôn. Đổ ha. Đổ sâu luôn. Dạ. Tổng cái tán bay của nó là 50 ạ. Hoành của nó vị trí này 16 ạ. Rồi cũng 300.000 ha, mã 32. Đồng giá 300. Dạ. 33. Cũng dán đổ 300 luôn đồng giá. Chú anh chị mình lựa thoải mái ha. Cây tống bài của nó qua đây là 36 ạ. Hoành vị trí là 18 ạ. Rồi 33 cũng 300.000 ha. Dán đổ luôn ha. Rồi tiếp tục luôn. 34 cũng xăm núi ha. Này dán chật lượng ha. Nó cũng hồi lại lượng lượng lại hồi đầu lại. Cây có chiều cao là 24. Tổng cái tán nó qua đây là 33. Hoành của nó vị trí này là 15 ạ. Rồi. Rồi cũng 300.000 luôn ạ. 300.000 luôn. Tiếp tục em ơi. 35 là một cây hoa giấy Mỹ ghép 5 màu ạ. Rồi ngũ sắc 5 màu. 5 màu. Mà chưa thấy màu chưa lên bông ha. Rồi. Đây 5 màu đang ghép băng keo, để băng keo là 5 màu. Đây. Cây có chiều cao là 46. Hoành vị trí này là 19 ạ. Rồi. Tán ngang là 36 ạ. Rồi mã 35 này con xin Zalo là 600.000, con ship luôn cái chậu đẹp cho mình ha. Tướng này cũng độc lắm luôn chú ơi. Dạ. Lạ. 36 là một cây hồng một mai dáng quái ha, một thân hồng một mai, một cốt. Dạ. Này đang bông ha. Cây có chiều cao là 35. Này ép vô chậu ha. Tán nó cũng nhỏ thôi, tán nó 23 ha. Chậu lịch sự để bàn. Dạ. Hoành nó hơn 7 ạ. Nó rổ hơn 7 rồi. Mình đem chân nhìn đẹp. Cái này vô cái chậu ép vô cái chậu sành dáng quái này rất là đẹp ha. Mình có thể lợp dây ra mình chia tạng bự ra nữa ha. Rồi. 37 cũng là hồng ngọc mai. 200k em ha, 200. Dạ. Nè, cục đế nè. Cục đế nó quái. Mình về mình lợp dây mình chia ra là rất là đẹp ạ. Cây có chiều cao là 32. Tổng cái tán ngang là 29. Dễ chơi quá chú ơi, cây đẹp. Dạ. Hoành này hoành 6 ngữ ạ. Có 200k. Đây cũng 200 luôn ạ. Mã 37 ạ. Rồi. Bên đây nhìn qua quái luôn. Dòng này khi đi nó cũng rụng lá chút đỉnh nhau chứ. Dạ. Đây. Lên 5 cây đồng giá ha. 200 cô chú chị mình lựa ha. Quá trời đẹp luôn. Cái bông nó đẹp dạ. Nó cũng xem nha nè. 38. Dạ. Này nó cũng xem ngang ngửa với nhau ha. Đo đại diện một cây ha. Cây có chiều cao là 36. Tán ngang nó 25. Thì hoành nó cũng 67 ha. Có cây bự hơn chút 28. Rồi đồng giá hết 200.000. 38. Cây già em ha. 39 đây. Nó cũng xem vậy luôn ha. Đang bông nè. Bông rực rỡ. Dạ. Nó cũng trên là chút xíu thôi cho nó không ấy. Nó cũng một lô nó ra vậy hết ha. Cũng là 200 này, luôn. Dạ. Cũng 200 luôn. Con khỏi đo ha. Nó cũng ngang lấy 2 cây bớt 50. Dạ. Xếp luôn. Chơi khô máu luôn. Dạ. 40 cũng 200 luôn. Quái luôn. Rồi cây 40 cũng là cây cuối cùng của clip của ngày hôm nay ạ. Thì chân thành cảm ơn cô chú đã xem và ủng hộ con những clip như rồi ạ. Rồi vậy thôi em ha. Dạ. Dạ.
tiếp tục ủng hộ cho em xong clip này nữa ha chú. Con cảm ơn của chú rất nhiều. Hẹn gặp lại những clip tiếp theo.